các bạn. Mình đang có mặt tại đầu cầu Suối Tiên. Thì vị trí này thì nó ngay ngã ba Bình Hưng, quốc lộ 1A. Từ quốc lộ 1A mà khi mà chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi qua tỉnh Ninh Thuận khoảng chừng 10 cây số, chúng ta sẽ có một con đường cặp vô hướng Bình Hưng. Thì từ đầu đường quốc lộ 1A đi vô khoảng chưa đầy 10 cây số, chúng ta sẽ gặp được một cái khung cảnh rất là đẹp. Review cho tất cả các bạn. Ở đây được cái mình rất là thích cái không khí thiên nhiên. Khi mình ở đây mình thấy là cái mùi thơm của lúa nó rất là đặc trưng, rất là đẹp. Và cái điều tiếp theo đó mình thấy rằng là ở bên khu vực bên trên nó thấy là rất là nhiều ngọn núi, nó cũng rất là đẹp và tự nhiên ha, mà nó không có phải đây là không hoang sơ, nhưng mà nó không phải là giống như là vùng nhiệt đới. Đây là cái vùng đất mà nó có cây quả đá. Ở đây thì mình gặp một người bạn của mình đó, xin anh Bằng đã đến đây nhiều lần chưa? Đây là thứ hai mình đến đây, và thật sự cái trải nghiệm rất đặc biệt là những cái ruộng đồng người dân vẫn trồng hàng ngày, và khu du lịch này được xây dựng trên cái cánh đồng luôn, và chúng ta thấy được cái cánh đồng rất là tự nhiên, người dân vẫn là trồng trọt chăm sóc hàng ngày, thu hoạch hàng ngày. Đó là điều đặc sắc ở đây, là giữ nguyên bản sự mộc mạc và cái sự tự nhiên ở đây mang lại khách du khách một cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Ok, nhưng mà anh thường dẫn khách đến đây, anh thấy là cái trải nghiệm mà cái đặc biệt của khách khi mà họ ấn tượng lên đây nhất là vấn đề gì ạ? Đối với vùng đất Ninh Thuận thì đặc biệt là nắng gió và cù thì không thể là mà thiếu trong cái quy cảnh chụp hình. Vì vậy thì khu vực ở đây họ đầu tư thêm những cái đàn cù, và kèm theo cái quy cảnh là những cái dãy núi và kèm theo những cái cánh đồng ở đây, phải làm nên những bức tranh khách đến đây chụp hình rất là đặc sắc. Đây quý vị mình sao có thể thấy được cái đàn cù ở đây. Đang thoải mái ha. Cầm cỏ nè. Bên đây có cái xích đu nè. Xích đu. Rồi. Có một cái cầu gỗ rất là đẹp. Cầu gỗ này là để khách lên họ sẽ chụp hình chất lên tại vị trí nào đây, đúng không ạ? Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thì vừa rồi thì chúng ta đã nghe được sự giới thiệu của anh Bằng, một hướng dẫn viên tại điểm. Nhưng nói rằng khách người ta thật sự là nếu mà sợt vào những cái điểm tham quan du lịch ở đây thì hầu như chưa ai biết. Nhưng mà tôi thì vô tình đến đây thì anh hướng dẫn viên nói là nên ghé cái điểm này, một cái điểm rất là ấn tượng mà